Trời ơi, kêu hẹn quán cà phê không hẹn, hẹn ở công viên, chưa chịu tới nữa. Trời ơi, mới nhắc cái gọi liền. Alo. Gọi lại cho anh. Trời, mỗi lần gọi cho mình là gọi lại cho anh, chưa kịp dẹo gì hết trơn. Anh hả? Ủa sao giờ này chưa tới? Em ngồi trình ình đây mà không thấy là sao? Mặc áo đầm cam mà. Rồi, em tả cho dễ tìm nha. Bên trái em á có 5 người, còn bên phải em có 6 người. Còn đằng trước em... Anh tới rồi. Trời ơi, tới hồi nào không nói, để người ta không cúp điện thoại tốn tiền. Với lại hả, nói chuyện mình nãy giờ khát nước, khô cổ không chết. Hay là uống trà đá nha em, vừa mát nè, lại vừa rẻ nữa. Nó... Thôi em hết khát rồi. Đúng rồi đó, không ăn lát mình về nhà uống nha. Chứ tiền đó để lát ra trả tiền giữ xe nữa. Trời ơi, sao anh tiết kiệm quá vậy? Tiết kiệm quá, người ta nói mình là keo kiệt bụng xỉn á. Đâu phải là anh keo kiệt, anh để dành tiền đó để là hai mình làm đám cưới với bộ. Xin lỗi nha, em biết anh lo cho tương lai của tụi mình. Em ước có một cái đám cưới thật là rõ ràng ha. Rồi mình đãi trong một cái nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Ôi, buổi tiệc diễn ra tăng 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 tăng. Mình đãi nhà nha em. Đãi nhà anh. À, cho nó ấm cúng. Mình đãi buffet anh ha. Trời ơi, giống bên Tây quá. Em chưa ngủ mà em đã nằm mơ rồi. Ý anh nói là hay là mình ăn hột dưa, cắn hột bí, uống trà ký. Thí dụ mà thích á thì mình đãi thêm mỗi người một tô bún chả giò. Cái gì em? Có sao? Xúc động phải không? Thôi cái chuyện tiệc tùng tính sao đi, khó quá bỏ qua. Ê, bây giờ mình bàn cái chuyện may áo dài cưới ha. Chút nữa anh chở em đi mua một cái áo dài cưới thiệt là đẹp nha. Hay là khỏi đi, anh chuẩn bị rồi. Trời ơi, công nhận em chọn không lầm người, anh thiệt là chu đáo. Anh chuẩn bị, anh mua áo cưới cho em rồi hả? Anh không có mua, anh mượn của má anh. Ngạc nhiên phải không? Em yên tâm đi, cái này là cái áo dài cưới của má anh hồi xưa đó. Mặc dù hồi xưa má anh hơi lùn chút xíu, nhưng mà em yên tâm đi. Trời, mình mặc áo đó giống như áo cổ vậy đó. Màu đen giờ là người ta thích, giới trẻ thích chơi đồ cổ lắm á. Má anh lùn hơn em nữa chút xíu à. Mà áo dài thời xưa á là nó ngắn lên đầu gối, chứ không phải là dài dưới đây ha. Em mặc vô không phải áo dài nữa mà là áo lửng á. Trời ơi, đám cưới mà mặc áo khính mấy chục năm trước là sao hả? Em bình tĩnh, em đừng có giận. Không ấy, anh đi mượn của người khác nha. Trời ơi, tôi sợ anh quá. Em nhìn anh lâu lắm rồi. Trời ơi, anh trùng sò vừa phải thôi chứ. Anh nói á là anh tiết kiệm lo cho tụi mình, mà thiệt sự á không phải là anh lo cho tụi mình. Mọi thứ á cuối cùng có mình tôi lo à. Hả? Anh không phải là tiết kiệm mà anh trùng sò kéo kiệt bụng xịt. Thôi khỏi đi, không phải đâu. Còn gì hết á? Không lẽ giờ mình dốc tiền làm đám cưới hết rồi sao, này con cái mình ai lo, đáng lẽ cho tụi nó đi. Con người anh bản chất anh á là trùng sò kéo kiệt. Con người anh, tôi không cần nữa nè. Tôi trả là cái khăn duy nhất này, món quà duy nhất sau một năm rưỡi yêu nhau này. Cái khăn hả, chắc cũng là Musida nè. Anh không đòi quà đâu. Nhưng mà tôi không có thích nữa, tôi không thích giữ cái gì của anh đó. Tôi trả lại cho anh á, vĩnh biệt anh em chưa. Em cái gì nữa không ấy, em cho anh xin luôn cái hộp hồi đó đựng khăn này được không? Trời ơi, nói không đòi quà mà đòi cái hộp đựng quà.